Phát hiện người đàn ông không nguyên vẹn, tử vong lúc đêm khuya do tai nạn tại Thủ Đức. Người phụ nữ tử vong khi nâng ngực tại thẩm mỹ viện. Xác định vi phạm trong vụ sạt lở tại Đà Lạt, truy tố nếu có dấu hiệu hình sự. Bắt được cán bộ ngân hàng bị truy nã vì chiếm đoạt hơn 85 tỷ đồng. Vụ lô đề tòa đã ở Yên Bái, người làm lọt đề là thí sinh tự do xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống vừa rồi là một số tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ mời các bạn đón xem phần tin chi tiết Thưa quý vị, khuya ngày 28 tháng 6, người tham gia giao thông di chuyển theo hướng từ cầu vượt Gò Dưa đi cầu tỉnh Lộ 43, kinh hoàng phát hiện một người đàn ông không còn nguyên vẹn đã tử vong. Qua trích xuất camera tại nhà dân, phát hiện trước đó nạn nhân đã xảy ra va chạm với một chiếc xe tải khác. Sau khi vụ việc xảy ra, xe tải đã rời khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng ngay sau đó cũng đã có mặt để điều tra và làm rõ. Nhắc lại sự việc vào khuya ngày 28 tháng 6, người dân lưu thông trên tuyến đường trên tỉnh lộ 43 hướng từ cầu vượt Gò Dưa đi cầu tỉnh lộ 43 và cả những hộ dân sống gần hiện trường vụ việc đều không khỏi dùng mình hoảng sợ. Người dân chứng kiến vụ việc kinh hoàng trên nhớ lại, thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 22 giờ ngày 28 tháng 6, lúc này họ nghe thấy một tiếng động lớn, khi chạy ra thì đã thấy nạn nhân tử vong bên cạnh xe máy, một phần cơ thể đã không còn nguyên vẹn. Được biết lúc đó đoạn đường có khá đông xe ô tô tải, container qua lại. Nhận được tin báo, công an thành phố Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương trích xuất camera khu vực, lấy lời khai của nhân chứng, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc một người đàn ông tử vong trên địa bàn. Tại hiện trường, nạn nhân không còn nguyên vẹn, một phần cơ thể nghi bị bánh xe của xe ô tô cán qua. Bên cạnh nạn nhân là chiếc xe máy hiệu Eberlet, biển số 59S2600XX, bị ngã sát lề bên phải, không bị hư hỏng, chỉ bị chảy xước nhẹ. Trên nón bảo hiểm cũng có dấu hiệu bị cán nát. Danh tính nạn nhân được xác định là ông LVH, 44 tuổi, quê ở Đồng Nai, nạn nhân sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trích xuất hình ảnh từ camera tại nhà dân cho thấy, ông Hát chạy xe máy hướng từ cầu vượt Gò Dưa đi cầu tỉnh lộ 43. Khi vượt qua cầu vượt Gò Dưa khoảng 200m thuộc phường Bình Triều thì gặp hai xe máy phía trước đang dàn hàng ngang để nói chuyện. Thấy vậy, ông Hát thắng lại thì xe bị loạn trọng rồi va vào hông phải của xe tải thùng, ngã ra đường, bị bánh sau của xe tải cắn qua đầu. Hậu quả vụ tai nạn làm nạn nhân tử vong tại chỗ, chiếc xe tải sau đó rời khỏi hiện trường vụ tai nạn. Ngày 29 tháng 6, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan chức năng đang làm việc với tài xế xe tải liên quan tới vụ người đàn ông tử vong trong đêm ở thành phố Thủ Đức. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ, mọi thông tin liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin một người phụ nữ sau khi sử dụng dịch vụ nâng vòng 1 của một thẩm mỹ viện thì đã xảy ra hiện tượng ngừng tim, dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Điều đáng nói ngay sau khi vụ việc xảy ra, thẩm mỹ viện nơi cung cấp dịch vụ đã đóng cửa, tháo dỡ bảng hiệu, đồng thời người dân còn phát hiện nơi mà nạn nhân trao niềm tin lại chính là một cơ sở thẩm mỹ mở chui. Một trong những cách làm đẹp của đa số chị em phụ nữ yêu thích hiện nay đó là thẩm mỹ. Đây là phương pháp được đánh giá là nhanh chóng, hiện đại, đáp ứng được nhu cầu dù khó hay dễ của tất cả mọi người. Tuy nhiên đi kèm với nó là sự rủi ro không hề nhỏ, đến từ việc sử dụng các dịch vụ của các cơ sở thẩm mỹ chui, hoạt động không có bằng cấp. Mới đây, bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh cho biết, ngày 27 tháng 6, đơn vị tiếp nhận một trường hợp đến cấp cứu là chị TTL, 27 tuổi, ngụ ở tỉnh Cà Mau. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tím tái, xui bọt mép, mạch và huyết áp bằng không. Các bác sĩ đã cố gắng cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Sáng ngày 29 tháng 6, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được thông tin từ Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh về một trường hợp tử vong sau khi thực hiện thẩm mỹ tại một cơ sở thẩm mỹ chui. Cùng ngày, sau quá trình điều tra, Công an Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh thông tin Đơn vị này đang tạm giữ một người phụ nữ 38 tuổi có liên quan tới vụ nạn nhân tử vong do nâng ngực tại khách sạn trên địa bàn phường 12 quận 10 để điều tra. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy chị L có liên hệ với một cơ sở thẩm mỹ để tiêm filler nâng ngực. Đến ngày 27 tháng 6, chị đến khách sạn DN trên đường Lê Hồng Phong, phường 2 quận 10 để làm đẹp như thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi được tiêm thuốc để chuẩn bị cho tiêm filler nâng ngực thì chị L xui bọt mép người tím tái. Sau đó, chị L được đưa vào bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh gần đó để cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi. Sau khi vụ việc xảy ra, cơ sở thẩm mỹ của người tiêm phi lơ nâng ngực cho chị L trên đường Nguyễn Trãi, phường 9, thành phố Cà Mau đã nhanh chóng đóng cửa, tháo rỡ bảng hiệu. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 thụ lý điều tra và làm rõ. Trước sự việc trên, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định thẩm mỹ chui không phải là vấn đề mới, nhưng là hiện tượng thách thức đối với các cơ quan quản lý. Đáng lo ngại, thẩm mỹ chui có xu hướng chuyển vào khách sạn, nhà trọ để có thể né tránh cơ quan quản lý nhà nước. Thực tế, đã có những người không có chứng chỉ hành nghề lén lút thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ và gây ra tai biến, thậm chí là tử vong. Theo đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường quản lý và kiểm soát các hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ, thành kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở không phép, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn và chất lượng theo quy định làm đẹp bằng cách đụng chạm dao kéo không hề xấu. Tuy nhiên, mọi người phải thật tỉnh táo trước những lời quảng cáo đến từ các trung tâm, cơ sở thẩm mỹ chui, hoạt động không có bằng cấp để tránh tình trạng tiền mất tật mang, thậm chí là mất mạng vì dịch vụ đẹp dởm. Liên quan tới vụ sạt lở kinh hoàng khiến nhiều người thương vong tại Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thành phố Đà Lạt tạm đình chỉ trưởng phòng quản lý đô thị để làm rõ trách nhiệm, khẩn trương kiểm tra đánh giá việc cấp giấy phép xây dựng công trình sạt lở ở khu vực hẻm đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt, đồng thời giao công an tỉnh điều tra vụ việc, nếu có dấu hiệu hình sự thì khởi tố theo quy định. Khoảng 3 giờ sáng ngày 29 tháng 6 tại hẻm 36 đường Hoàng Hoa Thám phường 10 thành phố Đà Lạt đã xảy ra một vụ sạt lở ta luy nghiêm trọng. Đất đá đổ xuống khiến cho nhiều ngôi nhà đổ sập, nghiêng ngả, người dân không tháo chạy kịp đã mắc kẹt lại bên trong. Vào trưa ngày 29 tháng 6, nạn nhân đầu tiên được lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy là bà NTHV, sinh năm 1978, thường trú ở tỉnh Phú Yên. Đến khoảng 13 giờ 20 phút, nạn nhân thứ hai là ông PK, sinh năm 1976, cũng được đưa ra khỏi hiện trường. Ông K và bà V là vợ chồng, họ cùng hơn 10 người khác từ Phú Yên lên thành phố Đà Lạt làm công nhân xây dựng. Khi sự cố xảy ra, vợ chồng ông K ngủ trong lán chạy, không kịp chạy thoát. Những người khác may mắn thoát được, Đầu giờ chiều ngày 29 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp đã ký văn bản hòa tốc chỉ đạo liên quan tới sự cố sập bờ ta luy xảy ra vào lúc 3 giờ sáng cùng ngày tại đường Hoàng Hoa Thám khiến cho hai nạn nhân tử vong. Bốn căn nhà bị sập, hư hỏng nặng. Đồng thời, Ủy ban tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đình chỉ xây dựng toàn bộ các công trình tại khu vực sạt trượt thuộc hẻm Hoàng Hoa Thám, phường 10 thành phố Đà Lạt và các công trình đã cấp phép xây dựng có độ dốc lớn, độ tranh ta luy âm dương lớn, có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa để tiến hành ra soát, đánh giá, quan trắc mức độ an toàn. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt khẩn trương kiểm tra đánh giá việc cấp giấy phép xây dựng công trình. Tai nạn trên được đánh giá là sự cố sạt lở trượt đất, sạt trượt công trình gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tính mạng tài sản của nhân dân. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thành phố Đà Lạt tạm đình chỉ công tác đối với trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Đà Lạt để kiểm tra, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân trưởng phòng và các tập thể cá nhân có liên quan trong việc cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra, giám sát xây dựng tại khu vực nêu trên. Để làm rõ nguyên nhân sự cố, Công an tỉnh Lâm Đồng được giao chỉ đạo điều tra vụ việc sạt lở trượt đất tại hẻm Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt. Nếu có dấu hiệu hình sự thì khởi tố theo quy định. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ. Thời gian gần đây, mưa rồng diện rộng xuất hiện tại nhiều khu vực kèm theo là hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét, sạt lở. Đề nghị người dân sống ở khu vực có khả năng xảy ra thiên tai, cần đề phòng và có biện pháp phòng tránh. Sau hơn 3 năm phát đi lệnh truy nã, ngày 29 tháng 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với Công an thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa, bắt giữ Hà Duy Phương, sinh năm 1981, trú tại thành phố Thanh Hóa. Duy trước đó là cán bộ tại Ngân hàng PV Combank Thanh Hóa, đối tượng bị truy nã về tội, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tại công an tỉnh Thanh Hóa, Hà Duy Phương khai nhận sau khi lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của ngân hàng PVcombank chi nhánh Đông Thọ, Phương đã lên mạng xã hội đặt mua một chứng minh thư nhân dân giả mang tên Nguyễn Hải Tùng, sinh năm 1989, quê quán ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng và gắn ảnh chân dung của mình vào để lẩn trốn. Tài liệu của cơ quan điều tra ghi lại, Hà Duy Phương là cán bộ tín dụng của ngân hàng PVcombank chi nhánh Đông Thọ. Do nghiện game và nợ nần, nên trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2019, Hà Duy Phương đã lập khống 46 hồ sơ cho vay tín chấp để chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của chính ngân hàng nơi Phương đang làm việc rồi bỏ trốn. Sau một thời gian điều tra, ngày 18 tháng 3 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hà Duy Phương. Sau khi có thông tin về một công dân có đang xin tạm trú tại một nhà dân ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa có khuôn mặt và hình thể giống với Hà Duy Phương. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử đội công tác trực tiếp vào Khánh Hòa để xác minh, phối hợp truy bắt đối tượng. Sau khi xác định chính xác Nguyễn Hải Tùng chính là Hà Duy Phương, tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa bắt đối tượng và di lý về Công an tỉnh Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm lưới trời lồng lộng, tuy thừa nhưng khó thoát. Dù chạy trốn suốt hơn 3 năm, nhưng cuối cùng đối tượng vẫn phải tra tay vào còng và chịu sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật. Trong cùng ngày 27 tháng 6, liên tiếp thông tin liên quan tới việc lộ đề thi môn ngữ văn và môn toán kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2023 được lan truyền khiến cho nhiều người không khỏi hoang mang. Ngay lập tức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã vào cuộc, chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng điều tra và làm rõ vụ việc. Riêng đối với vụ lộ đề thi toán tại Yên Bái, người được xác định tuần đề ra ngoài là thí sinh tự do tại điểm thi thành phố Yên Bái. Dư luận chưa kịp lắng xuống trước vụ lộ đề thi môn văn tại Cao Bằng thì lại xôn xao trước thông tin đề thi toán lại tiếp tục bị lộ tại Yên Bái với cùng một phương thức đó là lén mang điện thoại vào phòng thi, chụp lại đề và tuần ra ngoài. Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái thông tin. Ngay khi có thông tin phản ánh, trưởng ban chỉ đạo thi tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh xác minh. Vừa đầu xác định, trong buổi thi môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, tỉnh Yên Bái có một thí sinh vi phạm quy chế thi mang điện thoại vào phòng thi. Sáng ngày 29 tháng 6, ban chỉ đạo thi tỉnh Yên Bái xác định cá nhân làm lọt đề thi toán kỳ thi Trung học phổ thông 2023 là một thí sinh tự do. Thí sinh này sinh năm 2002, năm nay dự thi với tư cách là thí sinh tự do. Trước đó em này theo học tại một trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn Trước đó vào chiều ngày 28 tháng 6, khi các thí sinh đang trong thời gian làm bài thi môn toán ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đã xuất hiện nghi vấn đề thi môn toán bị lọt ra ngoài. Hình ảnh đề thi được cho bị lộ ra là mã đề 113, đoạn từ câu 41 đến câu 45. Đề thi còn cho thấy chữ ký và tên của cán bộ coi thi hai trên tờ giấy làm bài thi trắc nghiệm môn toán. Qua đối chiếu với mã đề 113 chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi kết thúc buổi thi, nội dung từ câu 41 đến 45 hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh đề thi được cho là bị phát tán. Ngay sau khi xác định được đối tượng, ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đã chỉ đạo hội đồng thi liên quan đình chỉ thi thí sinh trên do vi phạm quy chế thi, đồng thời tạm dừng nhiệm vụ coi thi đối với cán bộ liên quan. Sau 3 ngày căng thẳng, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2023 đã kết thúc với môn thi cuối cùng vào chiều ngày 29 tháng 6 là môn ngoại ngữ. Chúc tất cả các sĩ tử đã được kết quả như đã mong đợi liên quan tới việc chính phủ ra nghị định quy định chi tiết một số điều nghị quyết số 73 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô bao gồm trình tự, thủ tục đấu giá biển số xe ô tô và quản lý sử dụng số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô. Bộ Công an cho biết, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 sẽ thực hiện thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Bộ Công an chuyển danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá cho tổ chức đấu giá tài sản, đồng thời thông báo công khai danh sách, kế hoạch tổ chức đấu giá biển số xe ô tô trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an. Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông có đường dẫn đến trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản. Việc này sẽ được thực hiện bởi một tổ chức đấu giá thứ ba bằng hình thức trực tuyến do Bộ Công an ký hợp đồng dịch vụ theo đúng quy định tại điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016. Tổ chức đấu giá tài sản được thông báo công khai danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản và niêm yết tại trụ sở. Đối với mỗi biển số xe ô tô đấu giá thành, thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản được tính bằng 8% giá khởi điểm, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí đấu giá. Quy chế đấu giá phải được niêm yết, thông báo, công khai trên trang thông tin đấu giá trực tuyến, trụ sở của tổ chức đấu giá tài sản thời gian thông báo công khai, niêm yết, quy chế đấu giá, danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức phiên đấu giá. Số tiền thu được từ đấu giá, Bộ Công an sẽ mở một tài khoản chuyên thu tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để thu tiền trùng đấu giá. Tiền lãi phát sinh nếu có trên số dư tài khoản chuyên thu của Bộ Công an nộp toàn bộ vào ngân sách của nhà nước. Cuối mỗi bản tin như thường lệ sẽ là tin tức về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30 tháng 6, nắng nóng tiếp tục gia tăng ở các tỉnh miền Bắc và kéo dài trong nhiều ngày tới. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 65%. Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30 tháng 6, ở Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 65%. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 60%. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Dù nắng nóng gay gắt, song miền Bắc vẫn có các đợt mưa rông gián đoạn, xen kẽ khiến cho nền nhiệt giảm nhẹ. Khu vực Đông Bắc Bộ sẽ nóng nhất với nhiệt buổi trưa vào tầm 35 đến 37 độ C. Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rông vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Cao điểm đợt nắng nóng lần này rơi vào khoảng ngày 10 tháng 7 và có thể kéo dài đến ngày 15 tháng 7. Đợt nắng nóng này sẽ khá gay gắt khi nhiệt độ đo trong lều khí tượng vào khoảng 37 đến 39 độ C. Nhưng mức nhiệt cảm nhận ngoài trời, nhất là khu vực đô thị, với hiệu ứng đảo nhiệt sẽ trên 40 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.